các bạn đang được thưởng thức chiếc máy quay là một siêu phẩm loa hạng nặng đến từ Nhật Bản với cặp toa 480SE. Đây là một trong những model sở hữu chất âm 2-trong-1, vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke cho những không gian phòng khách lớn cho tới các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường. Sở hữu bát súp 50 và quả kèn 40 kết hợp với một quả siêu chéc búa kim cương trên cặp toa 480SE. Một trong những cấu hình hạng nặng có trọng lượng nặng tới gần 100kg chiếc máy quay. Với chiều cao của phần thùng loa được trang bị lên tới xích soát 90 và chiều ngang của cặp toa 480 ở ngưỡng 56cm và hậu sâu tới 45, trọng lượng nặng trên 90kg. Với cấu hình bát súp 50 và một cặp loa còn đang mới long lanh như khui thùng, rất là hiếm khi chúng ta mới được tham khảo và cùng trải nghiệm cấu hình siêu khủng này. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay và chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là gấu. Đây là một trong những model có cấu hình lớn nhất hãng. Sở hữu phần thùng gỗ và được phủ sơn tĩnh điện màu xám đá rất là đẹp. Chúng ta thấy rằng nó có một lớp tráng gương phía bên ngoài. Anh em khi mà vệ sinh sạch đi thì có thể bóng xoay gương. Đó, anh em quan sát. Từ phía bên hông của thùng loa, nó còn rất mới, cặp loa nó còn mới gần như khui thùng. Phía dưới chân là logo toa 480. Anh em quan sát này, 480SE. Phía bên hông là hai cái tay cầm bằng thép rất là vững chãi. Tất cả các góc của nó được bo góc rất đẹp và bền bỉ. Có thể mang di động hay là cho các không gian ngoài trời hoặc các không gian phòng khách. Rất sang trọng và rất đẹp. Quý vị thấy rằng trên cặp toa này của nó được trang bị tổng số 3 quả loa. Đó, phần trên nóc thùng tất cả nó còn nguyên zin và bóng như soi gương. Phía bên hông của nó là hai cái volume điều chỉnh cho giải phân tần. Đó, chúng ta thấy nhá. Volume của nó này. Toa 480SE. Có xuất xứ đến từ Made in Japan. Còn mới long lanh. Rất ít cặp loa hạng nặng có thể mới và nguyên vẹn được như cặp toa chiếc máy quay. Với thiết kế về phía mặt trước của cặp toa 480SE này, chúng ta thấy rằng nó được trang bị một bát súp siêu trầm với biểu tượng logo của toa ở chính giữa mũi loa. Sở hữu bộ gân xếp chữ dầu siêu mềm và cũng là siêu bền. Nó có độ bền tới hàng trăm năm, sẽ không bị mục cái gân này. Quý vị quan sát này, nó rất mềm ạ. Chỉ cần chạm nhẹ cái tay thôi, cái gân của nó lại nhún rất tốt rồi. Màng sóng gân, xương đúc và từ của nó lớn tới 23cm. Củ nam châm 7 sắc cầu vồng. Siêu khủng. Tàu khựa nhìn thấy những cặp loa này thì có lẽ rằng cũng phải vã nhái rồi. Hết tầm chơi. Bát súp 50, lòng rất sâu, gân xếp tẩm dầu này, quý vị quan sát này, đường kính 50, từ 23cm. Đây là quả bát súp 50 siêu trầm. Phần bên trên là hai cái ống hơi, đường kính phi 100, thở về phía mặt trước. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng nguyên uy lực của giải trầm nó là vô đối. Phân tần của nó cực khủng. Hai ống hơi rất lớn, thở về mặt trước. Một quả ken với đường kính họng của nó là 40cm và nó sâu tới cũng 40. Cổ từ rất lớn, tới trên 16 phân. Một quả siêu chắc búa kim cương tương tự như trên JBL 4344 hay 4333 cũng được thiết kế trên cặp toa 480SE Gold. Anh em thấy đẹp chưa ạ? Nó đẹp tới từng cm. Một cặp loa hạng nặng có trọng lượng tới gần một tạ chiếc máy quay. Vô địch ở phân khúc bát 50. Với đặc trưng giải trầm mềm mà sâu thẳm tới lòng đất, không bàn cãi. Chúng ta thấy cấu hình của những dòng toa này đã quá nổi tiếng. Cặp 380SE thì đã đánh rất là kinh khủng rồi. 480 của nó thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Quý vị thấy phê chưa? Đây là phần cấu hình mặt trước. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức. Tôi sẽ thao tác, tôi sẽ quay một cái loa về phía sau và chúng ta cùng trải nghiệm, tham khảo cấu hình phía sau của cặp toa. Nhìn rất là kinh khủng. Táo mặt trước thì cái củ loa của nó rất là nặng. Bê cái củ loa này một người mà vác cái củ bát này thì nặng nệ khệ được. Ông nào yếu không vác nổi một cái củ bát. Mời nhằm cùng nghe. Và tôi sẽ thao tác trong giây lát, tôi sẽ thao tác tháo phía sau lưng. Chúng ta cùng ngắm nhìn phần nội thất xem nó khủng khá.
đang thưởng thức chất âm của một cái loa thôi, nhưng quý vị đã thấy rằng uy lực của nó mạnh như sấm, hoàn toàn không bàn cãi. Tiếng trầm của nó xuống rất sâu, rất là mềm mại. Trung âm và check, anh em thấy rằng kèn lớn và check, siêu check, búa kim cương thì anh em thấy rằng đó là quá đỉnh rồi. Anh em cùng nghe vào. Thao tác tháo xong, mời quý vị cùng ngắm nhìn cấu hình siêu khủng long của cặp toa 480 FE Gold, xem nó sẽ có cấu trúc phức tạp và gấu tới cỡ nào. Chiếc máy quay, một chiếc phía bên trái là còn nguyên vẹn và còn đang mới long lanh, và chiếc phía bên phải cũng như vậy. Tôi đã thao tác tháo xong, chúng ta cùng quan sát trên cặp toa này. Ở đây thì quý vị quan sát, đây là bảng phân tần của toa rất to, hai trở sứ lớn, các tụ cũng như là các quận đồng. Đó, quý vị quan sát phân tần này, nhìn bảng phân tần của nó thì thấy hoa hết cả mắt mũi rồi. Ở phía bên trong ở đây thì chúng ta quan sát này, hai cái volume này, đó, hai cái volume điều chỉnh phía bên trong này nó rất là to. Đó, quý vị nhìn nó to như là cái cốc luôn. Và cấu hình của cặp toa 480 SE Gold, chúng ta thấy rằng đây là một quả bát siêu trầm. Quả bát siêu trầm này nó có đường kính là 50cm và từ của nó tới 23 phân. Tôi đã đo rồi, vừa nãy tôi vác cái thước tôi đo 23cm. Cắt ngang quả bát siêu trầm này, 7 sắt cầu vồng. Quý vị thấy rằng mới phê không ạ? Trong của nó tháo nó còn đang mới tinh. Bát 50 từ 23. Ở JBL rồi thập cẩm các dòng tàu cựa thì nhìn thấy dòng này thì nó là kinh vãi nhái luôn rồi. Hết tầm chơi, cũng là một trong những cái cấu hình mà gấu nhất mà tôi từng thấy. Và đặc trưng của toa thì chúng ta thấy được rằng cái trầm của nó xuống rất sâu, chứ nó không đánh như là JBN 935. 935 anh em thấy rằng bát 50, nhưng mà cái tiếng trầm mà đứng cạnh toa thì có lẽ là nó còn nạc cách thằng cây số về giải trầm sâu. Điều này thì anh em đang chơi thì thừa biết rồi. Đó, xương của nó này, gọi xương đúc này. Đó, mấy ông tàu cựa bây giờ làm xương cũng đúc cũng ác lắm, nhưng mà nhìn thấy xương của toa này thì kinh hồn luôn rồi. Bê một người vác một cái quả trầm, quả bát trầm này nó là lặng lẽ khệ luôn. Phần bên trên của cặp toa chúng ta cùng nhìn lên phía trên. Ở đây là một quả kèn rất là lớn, có đường kính chiều sâu của nó khoảng 40, miệng 40 và củ của nó là 16. Đó, đây là quả trung kèn của toa. Quả trung kèn quý vị nhé, rất đã này, từng con ốc của nó này, bắt nhìn phê nòi luôn. Và phía bên dưới chúng ta cùng quan sát này. Ở đây là một quả check búa kim cương này, cái củ của nó rất là to, nó như là một khối thép nằm phía sau. Đó, anh em thấy cái củ không ạ? Nhìn cái củ này thì thấy phê luôn rồi. Quả check này là quả check rất là đắt đỏ. Anh em thấy rằng nguyên cái cặp check búa kim cương này mà mua rời thì không hoàn toàn không rẻ đâu ạ. Hay là cái đôi kèn khủng của toa như thế này, ngoài thị trường mua rời nó rất là có giá trị, rất là đắt. Đó, như vậy sơ bộ anh em thấy trong ba cái củ toa hết tầm chơi với cấu hình của cặp toa 480 SE Gold đến từ Japan. Một trong những cấu hình hạng nặng bát súp 50 với trọng lượng nặng gần 100kg. Chi tiết tới từng con ốc, từng cọng dây, chúng ta có thể thấy được rằng người Nhật sản xuất ra những cái model này thì nó là một sản phẩm kinh điển trên thị trường về audio.
vừa nghe nhạc vừa karaoke ở những không gian lớn phòng khách một vài trăm mét vuông là chuyện nhỏ, không bao giờ biết tới khái niệm là cần dùng súp và trầm là gì, chẳng tốn đến một xu. Trung và Chép này, anh em nhìn quả chép đằng sau củ của nó này, to vật vã như cái bát tô này đó, anh em quan sát đấy ạ, củ sau này rất to này, và đằng trước này người ta làm cái mũi của nó thò về đằng trước, nó giống như là cặp JBN 4344 cũng trang bị cái chép như thế này đó, rất là gọn gàng. Ở phần bên trên là quả trung này, anh em thấy đã chưa ạ, xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo với toa 480 SE Gold đến từ Japan. Như vậy một cặp loa còn đang là mới như khui thùng mà chúng ta đã thấy rõ trên kênh của mình. À, anh em cùng quan sát lại. Đó, tôi quay cái đít này. À, chế độ thì ở đây chúng ta thấy rằng phía sau của nó này, in out này, một jack 6.5 ly này vào này, kết nối một jack nối tiếp này. Và nó còn cho tách biệt chơi, có nghĩa là chơi tách cầu cho các giải này, bát súp này, chơi mic này, check này, chơi riêng từng giải một. Đây là những chế độ đánh bia âm chi tiết nhất. Anh em nào sành chơi thì chơi những cái chế độ này. Nó là hết tầm trời audio. Anh em thấy đã chưa? Phê chưa? Cặp loa còn đang mới tới khó tìm. Tôi có thể khẳng định với quý vị như vậy. Được gọi rằng loa bãi thì có những thứ thì như là vất đi rồi. Và có những thứ nó còn mới tinh như thế này. Xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Anh em thấy rằng cấu hình của cặp loa này còn đang rẻ hơn. Tôi lưu ý rằng còn đang rẻ hơn cặp Bose 601 Series 3. Nhưng chất âm chỉ cần một chiếc loa này thôi thì nó chấp một cặp Bose với một cái súp 40. Trầm của nó sâu thẳm đến lòng đất rồi. Ở chép búa kim cương thì anh em đừng bàn luận về giải chép. Còn quả kèn to kia thì lấy tiếng trung âm nó gõ cho thì phê hai cái lỗ tai rồi. Anh em thấy rằng có xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo hay không? Thì trong đoạn clip này chúng ta đã thấy được câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552 luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em đã đăng ký theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Để đáp lại lòng mong mỏi của anh em thì còn rất nhiều những tuyệt phẩm loa nữa sẽ được lên sóng cho anh em cùng tham khảo và cùng trải nghiệm trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Anh em thấy trống nó đánh nguyên nghe rất sướng, không có cái tiếng nông cạn bịch bịch ở đâu cả.